Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn quay lại với TOTV. Hôm nay thì TOTV có một cái nón có cái thương hiệu của TOTV luôn, nên anh chị và các bạn sẽ nhìn thấy chữ TOTV là Thắng ơi TV trên nón luôn. Trong cái chủ đề ngày hôm nay thì Thắng ơi sẽ dành thời gian để trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn về cái việc đó là có rất nhiều người gọi điện hỏi rằng là cái chu kỳ bất động sản hiện nay thì giống và khác nhau gì so với lại 10 năm trước. Và cũng xem qua rất là nhiều những video, những vlog của các cái kênh bất động sản trên YouTube. Thì chúng tôi phát hiện ra một cái điều đó là khá nhiều những bạn đánh giá và nhận định thị trường thì để lại những cái bình luận theo hướng là muốn thị trường bất động sản gọi là nổ tung, hoặc là kiểu như là muốn nó giảm giá rất là sâu để có thể sở hữu được nhà. Bởi vì đại bộ phận chúng ta thì đều mong muốn là giá thấp để chúng ta có tiền để mua bất động sản. Tuy vậy thì liệu bất động sản của Việt Nam nói chung và các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng liệu có giảm sâu giống như năm 2006, 2007 hay không? Tức là chu kỳ 10 năm trước hay không, thì chúng ta sẽ làm rõ bằng một vài những cái hiểu biết của Thắng ơi dưới cái góc nhìn dòng tiền, cũng như là dưới cái cách nhìn về phân tích tài chính Thắng ơi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì cái điểm đầu tiên mà chúng ta phải thấy được rằng là trong mấy năm gần đây, kể từ 2016 đến năm 2018 thì thị trường bất động sản Việt Nam có 3 năm tăng giá khá là tốt. Nó gần tương đồng với cái giai đoạn 2006-2008. Và sau đó thì có một khoảng thời gian khá là dài, kể từ cuối 2008 tới tận cuối năm 2012, đầu 2013 thì thực sự là cái thị trường bất động sản mới hồi phục trở lại. Những cái hệ lụy của cái giai đoạn bất động sản 2006-2007 nó gây ra thì không nói, quý anh chị và các bạn đã biết, liên quan nhiều nhất, mật thiết nhất đó là hệ thống ngân hàng Việt Nam. Và cái giai đoạn sau đó thì nó cần phải tái cấu trúc. Và những gì đã diễn ra thì trước mắt quý anh chị và các bạn thì chúng ta đã thấy rồi. Chúng ta đã mất gần 5 năm để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam. Những ai gặp trong những cái vấn đề bê bối hoặc là những cái khó khăn trong giai đoạn đó, thì những người nào mà bị bắt thì đã bị bắt rồi. Những người nào mà gặp những cái rủi ro pháp lý thì cũng đã được cơ quan pháp lý xử lý rồi. Những ngân hàng nào yếu kém thì đã bị mua không đồng rồi. Tất cả những thứ mà chúng ta biết trên mặt báo thì rõ là ai cũng có thể nhìn thấy được. Vậy phía sau của nó thì nó như thế nào? Và có làm rõ được chuyện đó thì chúng ta mới thấy được cái sự khác biệt so với hiện tại. Và nếu thấy được sự khác biệt so với hiện tại thì chúng ta mới có cái góc nhìn cũng như là những cái nhận định để chúng ta làm nghề hoặc là đang hành nghề hoặc là có nhu cầu mua bất động sản thì bớt hơn trong cái câu chuyện băn khoăn. Bởi vì buổi tối ngày hôm qua thì có một bạn ở Đà Nẵng đang có nhu cầu mua một miếng đất ở mặt tiền Đà Nẵng để kinh doanh, thì gọi điện và thắc mắc về câu chuyện là sợ rằng bây giờ bỏ tiền vào thì mua để kinh doanh, nhưng mà vẫn sợ là nếu nó giảm giá khoảng 20-30% thì bỏ vào đó 4-5 tỷ tự dưng mất đi 1-2 tỷ thì nghe nó cũng hơi buồn. Nên bạn hỏi kỹ xem là liệu thị trường có giống như trước đây không. Thì điểm đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị và các bạn là cái nguyên cớ của thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn 2006-2007 gặp rất nhiều những trục trặc khó khăn, cũng như là cái đợt giảm giá sâu ở phía sau đó. Nguyên nhân chính thì chủ yếu đến từ tăng trưởng tín dụng. Nguyên nhân thứ hai là đến từ cái việc là khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là khủng hoảng nhà đất tại Mỹ năm 2007. Nó là được cái nguồn cơn châm ngoài cho cái cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nói chung và khủng hoảng Việt Nam nói riêng. Nhưng cái điểm mấu chốt ở đây chúng ta cần phải được xem xét và đánh giá làm rõ, đó chính là chúng ta có một cái giai đoạn khá là dài, kể từ năm 1995 tới năm 2005 là một trong những cái giai đoạn mà kinh tế Việt Nam phát triển và tăng trưởng khá là tốt, với cái GDP tăng trưởng cao trên cái tổng GDP. Tất nhiên là tổng GDP của chúng ta thì thấp thôi, từ 80, 70 mấy tỷ đô lên tới trăm mấy chục tỷ đô thì tốc độ tăng trưởng thì nhanh nhưng mà giá trị tăng trưởng thì chưa nhiều. Tuy vậy thì để có được cái tăng trưởng như vậy thì chúng ta có một cái giai đoạn khoảng 8 năm tăng trưởng tín dụng của chúng ta luôn nằm trên ở cái mức 20%.
Và đỉnh điểm của cái chu kỳ, cái giai đoạn này thì tăng trưởng tín dụng của chúng ta cán mốc 25%, 27%. Và đỉnh điểm của tăng trưởng tín dụng là vào cuối năm 2007 với cái mức tăng trưởng lên tới xích soát gần 50%. Anh chị và các bạn cứ phải hiểu được rằng là tăng trưởng tín dụng, tại sao Thắng lại đi xoay vào vấn đề GDP và tăng trưởng tín dụng? Mọi nguồn cơn của những cái tài sản ở ngoài kia tăng giá đều bắt nguồn từ tốc độ tăng của nền kinh tế, sự gọi là kinh tế khởi sắc, cũng như là cái dòng tiền từ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng. Tại sao lại liên quan rất mật thiết đến tăng trưởng tín dụng? Lý do là bởi vì thế này này, một câu hỏi đặt ra là ai là người mua bất động sản nhiều nhất trong cái nền kinh tế Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung? Thì câu trả lời là ngân hàng là tổ chức, là đơn vị và cũng được coi là một cái điểm đến gọi là nắm giữ bất động sản nhiều nhất. Người ta bảo là nói như vậy là không đúng. Rõ ràng là về mặt sổ đỏ thì người khác có thể nắm giữ, nhưng về mặt cầm sổ đỏ và tỷ lệ vay thì ngân hàng thường hay cho vay từ 40 đến 50% giá trị bất động sản, và khoản tiền từ ngân hàng đổ vào bất động sản được coi là nhiều nhất, và đây cũng chính là cái đơn vị nắm giữ nhiều bất động sản nhất. Vậy cái đơn vị này đi tiền bao nhiêu thì bất động sản sẽ được hấp thụ bấy nhiêu tiền, và tiền đi nhiều bấy nhiêu thì giá đất tăng bấy nhiêu. Cái giai đoạn trước đó khoảng 8 năm, từ năm 1995 tới năm 2003, 2004, 2005 và bùng phát từ 2005 đến 2008 là những năm GDP tăng trưởng tốt, tăng trưởng tín dụng thì được mở van hết nấc. Và giai đoạn này là giai đoạn là chính phủ của ta thì có một cái tự tin hơi thái quá, tức là cho mở thêm rất nhiều các ngân hàng, lấy cái nền tảng cốt lõi là tập đoàn dầu khí hỗ trợ nền kinh tế nói chung, và muốn biến tập đoàn dầu khí nói riêng thành một truy boy, tức là một cái doanh nghiệp nhà nước đứng vai trò nòng cốt. Do đó thì tập đoàn này đã gọi là bung tiền ra ngoài thị trường, hỗ trợ mở thêm rất nhiều ngân hàng và thúc đẩy cái tăng trưởng tín dụng. Đỉnh điểm của tăng trưởng tín dụng là cuối 2007 với cái mức tăng trưởng là lên tới 43,8%. Thưa anh chị và các bạn, tăng trưởng như vậy thì anh chị và các bạn phải nghĩ rằng là tiền đi đâu nếu không vào được nền kinh tế, nếu không vào được các cái doanh nghiệp sản xuất thì chắc chắn là vào bất động sản. Và bất động sản lúc đó thì được thổi căng, thực sự là thổi bung, và không chỉ những bất động sản tốt, những nơi có những cái thông tin gọi là tích cực, mà gần như là cá mè một lứa, chỗ nào cũng tăng, chỉ là tăng ít tăng nhiều. Đồng loạt bất động sản trên khắp các thị trường, khắp các cái tỉnh thành đều tăng giá với cái mức tăng giá tốt. Và tại giai đoạn này nhiều người giàu lên một cách nhanh chóng nhờ bất động sản. Giai đoạn này cũng là một trong những cái giai đoạn mà báo chí trong nước cũng như báo chí quốc tế đưa rất nhiều những thông tin liên quan theo kiểu Việt Nam con rồng châu Á, Việt Nam con hổ châu Á, rồi nói chung là tự phỉnh nhau và ảo tưởng về sức mạnh của Việt Nam, chỉ cần 5-10 năm nữa thôi là theo kịp Singapore, Hàn Quốc hay là gì gì đấy, đại loại thế. Và chúng ta gặp ngay một cái ngưỡng, đó là cái khủng hoảng nhà đất Mỹ. Nó là cái liều thuốc cũng như là cái thông tin hay được gọi là mồi lửa, làm cho nền kinh tế của cả thế giới và Việt Nam bụp một cái thì quay đầu tiêu cực. Và cái việc tiêu cực đó nó dẫn đến câu chuyện đổ vỡ của thị trường bất động sản. Đầu tiên phải nói đến là đổ vỡ của thị trường chứng khoán. 1.200 điểm trong vòng 2 năm tụt dốc không phanh, còn 235 điểm. Kéo theo đó thì bất động sản ì ạch giảm rất là mạnh. Chính phủ ta thì không có nhiều cái kinh nghiệm trong cái câu chuyện đó là xử lý các vấn đề vừa tạo ra, nên là ngay lập tức thì học hỏi những kiến thức của thế giới bằng việc bơm trở ngược thêm vào nền kinh tế một lượng tiền khá là lớn trong cái câu chuyện là cuối nửa đầu năm 2009, cuối năm 2008, đưa ra gói kích thích kinh tế 100.000 tỷ hỗ trợ lãi suất 4%. Câu chuyện này tưởng chừng như là một gọi là liều thuốc, hay có thể gọi là một liều sâm để mà hà hơi thổi ngạt cho nền kinh tế, nhưng nó đã đem lại cái hệ lụy đau hơn trong giai đoạn tiếp theo. Khi kinh tế xuống sâu đến mức chứng khoán thì còn có 200 điểm thôi mà giảm từ 1.200, bất động sản thì eo ụt lắm, và nền kinh tế được bơm vào một lượng tiền. Một lượng tiền đó thì tưởng xử lý được vấn đề, nhưng thực ra thì nó không, bởi vì là cái nhu cầu về tiêu dùng cũng như sản xuất không thực sự hấp thụ nguồn vốn. Do đó nguồn vốn này được bơm thẳng qua hệ thống ngân hàng và đẩy vào cái phần nợ
nợ xấu của các ngân hàng. Các ông chủ mà lắm của nhiều tiền thì có thể là lobby để được hỗ trợ cái gói này bằng việc đáo hạn. Tội gì được 4%, ngu gì không vay. Chúng ta phải lobby để lấy 4% này. Và rất nhiều doanh nghiệp đã sử dụng cái giải pháp lobby để lấy cái khoản tiền hỗ trợ 4%. Cái 4% đó nó không đi thẳng vào nền kinh tế và không kích thích điều gì cả. Nó chỉ thổi bùng lên một cái cơn tăng giá của thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán và nhích nhẹ của thị trường bất động sản. Điểm dễ thấy nhất đó là chứng khoán năm 2009 tăng từ 235 lên 630, tức là tăng gấp 3 lần trong vòng chưa tới 8 tháng, từ tháng 2 tới tháng 10 năm 2009. Bất động sản thì có nhích lên một chút, tức là đỡ hơn và có khuynh hướng tạo đáy. Tuy vậy thì gói này đã tạo điều kiện cho tín dụng trở ngược tăng lại. Tín dụng lại bắt đầu giảm sâu nhất là tín dụng về tới mức 14% năm 2009. Chứ con số chúng tôi thống kê là khoảng đâu đó 14% năm 2009 thì lại bung trở lại lên mức 37% năm 2010 và 2011 là chúng ta lên tới tăng trưởng tín dụng lên tới 41%. Hai năm đó đã làm nên một cái câu chuyện đó là lạm phát leo thang. Lạm phát đã bụt một cái lên tới tận là 20%, 18%. Và đẩy lãi suất ngân hàng tại thời điểm năm 2011, nửa cuối 2010 lên tới cái mức đó là lãi huy động có những thời điểm lên tới mức chạm ngưỡng 20% và lãi cho vay lên tới 32%. Có thể anh chị và các bạn không quên được cái giai đoạn mà người có tiền chỉ việc gửi ngân hàng mỗi năm ăn 20%. Thực ra là kinh tế mà trong cái điều kiện như vậy thì chả làm ăn gì được đâu. Bởi vì là lãi vay 30% thì có mà đi ăn cướp cũng không thể đủ tiền để duy trì cái phần lãi vay. Và điều đó làm cho lạm phát tăng cao. Lạm phát càng ngày càng tăng cao và gây ra những cái bất ổn kinh tế. Giai đoạn này thì chính phủ ta đã phải quyết liệt trong cái câu chuyện đó là kìm chế cái tăng trưởng tín dụng. Đẩy cái tăng trưởng tín dụng xuống thấp, tức là hạn chế cái dòng tiền từ ngân hàng đẩy vào nền kinh tế, và mục đích cũng chỉ để là kìm chế lạm phát, nhằm cho giảm lạm phát xuống thì lãi vay và lãi huy động sẽ giảm xuống. Đấy, đó là những thứ mà đã diễn ra trong cái giai đoạn 10 năm trước đó. Bất động sản tăng giá chủ yếu đến từ tăng trưởng tín dụng. Nhưng giai đoạn 2016-2018 thì bất động sản Việt Nam cũng tăng giá, học hỏi kinh nghiệm trước đó của cái thời kỳ khó khăn và cái phương pháp xử lý chưa được phù hợp thì chính phủ ta đã làm một số cái vấn đề như sau. Khi mới nhìn thấy thị trường bất động sản trong 2 năm 2016-2017-2018 có dấu hiệu của câu chuyện tạo bong bóng, chúng ta đã ngắt nguồn của tín dụng. Chúng ta ngắt nguồn tín dụng. Tín dụng của chúng ta thì từ năm 2012 thấp nhất là tín dụng về tới cái mức tăng trưởng chỉ còn 8%, chưa tới 8% năm 2012, nửa đầu năm 2013. Và chúng ta thúc đẩy nhẹ lại cái vấn đề tăng trưởng tín dụng và đẩy tín dụng của chúng ta lên đỉnh điểm năm 2016 chạm mốc 16-17%, tương đương gần 18% tăng trưởng tín dụng. Cái nền kinh tế cũng vậy và bất động sản cũng vậy, nhờ đó mà chúng ta được thúc đẩy, nền kinh tế của chúng ta thì tăng trưởng GDP cao hơn. Trong cái giai đoạn 2015-16-17, GDP của chúng ta có khuynh hướng tăng dần trở lại và tăng trưởng tín dụng cũng có khuynh hướng tăng theo. Cái cục nợ xấu của các ngân hàng thì được khoanh lại, đẩy vào trong cái gọi là cái túi của VAMC, một trong những công ty mua bán nợ xấu được thành lập. Do đó thì chúng ta được hà hơi, thổi ngạt và tạm thời giữ cái phần xấu của ngân hàng, và ngân hàng bắt đầu có khuynh hướng được phép cho vay đáo hạn trở lại khi mà các cái chỉ tiêu trong cái báo cáo hệ thống ngân hàng được ổn định trở hơn. Một số ngân hàng quá xấu thì được mua không đồng và một số thì được hỗ trợ theo cái phương hướng là tái cấu trúc toàn diện. Do đó thì cái gì có thì chúng ta đã nhìn thấy rồi. Chứng khoán thì tăng từ 650 lên tới đỉnh điểm là 1.200. Và bất động sản thì có những nơi đã tăng gấp 3 lần. Chúng ta sợ cái điều là bong bóng trước đó, chúng ta đã ngay lập tức ngắt nguồn, tức là gọi là rút phích điện, ngắt nguồn tăng trưởng tín dụng, hạn chế các ngân hàng đẩy tín dụng vào trong bất động sản. Có một số anh chị và các bạn hiểu sâu hơn thì có thể thấy rằng là tín dụng sẽ chảy vòng qua cái kênh đó là tín dụng tiêu dùng đẩy vào bất động sản. Tuy vậy kênh này không chính thống, tức là không trực tiếp đẩy vào thị trường bất động sản. Nó chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng về cơ bản nó không quá lớn. Và tăng trưởng tín dụng gần đây thì nó cũng không quá cao. Do đó thì chúng ta thấy một cái điều mà tôi nói anh chị và các bạn sẽ thấy nó đúng. Đó là trước đây thì giai đoạn 10 năm trước bất động sản thì cá mè một lứa, chỗ tốt cũng tăng, chỗ xấu cũng tăng.
Nhưng mà giai đoạn gần đây thì cái việc tăng của bất động sản nó có tính phân mảnh rất là nhiều, tập trung cục bộ ở một số cái thành phố có nhiều cái thông tin tích cực liên quan đến cơ sở hạ tầng, cũng như là một số thành phố có nhiều cái ưu điểm hơn. Một số vị trí cục bộ ở một số thành phố thì cũng tăng khác biệt nhau. Ví dụ như là Hà Nội thì tăng ở một số vùng cận biên và có những cái thông tin hỗ trợ tích cực về mặt hạ tầng. Thành phố Hồ Chí Minh thì chủ yếu tập trung ở khu đông, và khu đông là một trong những khu tăng rất nhiều so với cái mặt bằng chung của thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh thành khác trên cả nước cũng vậy. Các thành phố lớn như là Đà Nẵng, như là Nha Trang, Thanh Hóa được hưởng lợi từ cái cụm lọc hóa dầu Nghi Sơn, và một số nơi khác cục bộ liên quan tới cái thông tin là lên, gọi là lên đặc khu kinh tế trước đó của Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong cũng lên cục bộ. Nhưng thị trường bất động sản không lên đồng loạt và không đẩy tất cả các phân khúc đều tăng. Lý do là bởi vì tăng trưởng tín dụng ở mức vừa phải, lượng tiền của chúng ta thì không thực sự là mở hết van để chảy vào thị trường bất động sản. Do đó thì bong bóng thì thực sự là nếu mà so với giá của giai đoạn 10 năm trước thì giá bất động sản nhiều khu đã tăng hơn. Tuy vậy nếu nói là bong bóng thì chúng ta như vậy là hơi bi quan. Có cái câu chuyện tăng giá nhanh cần tích lũy và cần có thời gian để chờ đợi cái thu nhập bình quân đầu người cũng như là chờ đợi cái sự phát triển của nền kinh tế. Nhưng mà cái câu chuyện là tạo bong bóng, gọi là bong bóng căng để nổ giống như nhiều người mong muốn, rồi tụt giảm khoảng vài chục phần trăm, thậm chí là tụt đi một nửa giá thành, là điều theo chúng tôi thì khó có thể xảy ra. Có thể ra thì nguyên cớ thì nó là như vậy, chủ yếu là các ngân hàng vẫn đang khá rụt rè và được kìm chế, kìm hãm. Một số cái mệnh lệnh hành chính liên quan đến câu chuyện là hạn chế, gọi là cho phép được sang tên một cách bừa bãi hoặc phân lô bán nền một cách cục bộ ở một số địa phương, ví dụ như là Vân Đồn của Quảng Ninh, ví dụ Phú Quốc của Kiên Giang, hay là một số nơi cục bộ khác ở ngoại biên Hà Nội và ngoại biên Thành phố Hồ Chí Minh, thì nó dẫn đến câu chuyện chúng ta gần như là can thiệp sớm để hạn chế và có những cái giải pháp phù hợp giúp cho thị trường ổn định. Một cái bật mí cho anh chị và các bạn nên nhớ rằng là chúng ta còn một cục nợ xấu khá là lớn trong cái kho của VAMC. Do đó thì chính phủ có thể thôi, chúng tôi dự đoán có thể là muốn giữ thị trường bất động sản ổn định, không tăng mạnh để gây ra bất ổn, cũng như không muốn giảm mạnh để gây ra những cái khó khăn trước đó mà các ngân hàng gặp phải trong cái câu chuyện là nợ xấu, mà chủ yếu cái khoản nợ xấu tập trung ở lĩnh vực bất động sản. Vậy thì qua những cái chia sẻ chung chung như vậy thì anh chị và các bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng là cái sự khác biệt khá lớn trong cái giai đoạn 10 năm trước và hiện nay. Một điểm nữa chúng tôi cũng cung cấp thêm thông tin dữ liệu cho anh chị và các bạn, đó là cái sự tuyệt vời của nền kinh tế trong cái giai đoạn hiện nay, đó là tăng trưởng GDP thì vẫn duy trì, tăng trưởng tín dụng thì vừa phải, nhưng có một cái điểm thông thường người ta hay nói rằng là ba chỉ tiêu kinh tế là GDP, tăng trưởng tín dụng và lạm phát thì không thể cùng một lúc tốt, nhưng chúng ta đang làm được chuyện đó. Lý do và nguồn cơn như thế nào thì anh chị và các bạn có thể tìm hiểu thêm, hoặc vào một video khác chúng tôi sẽ chia cho anh chị và các bạn thấy rằng là tại sao GDP của Việt Nam, tức là tăng trưởng nền kinh tế, tăng trưởng tín dụng tăng vừa phải ở cái mức khoảng tầm trên dưới 15%. Hiện nay thì chúng ta đang nằm ở khoảng khoảng 14-15%, và lạm phát của chúng ta thì nằm dưới 5%. Đây là những cái chỉ tiêu kinh tế khá là tốt, tích cực, mặc dù là nền kinh tế thế giới đang có nhiều những biến chuyển theo hướng tiêu cực, ví dụ chiến tranh thương mại, ví dụ Brexit của Anh và một số các vấn đề ảnh hưởng của người láng giềng khổng lồ Trung Quốc đang gây ra những cái khó khăn trong cái lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam, cũng như là một vài cái vấn đề khác liên quan, nhưng mà chúng ta vẫn khá là điều hành tốt. Tất cả những thông tin như vậy thì cũng mong rằng là để anh chị và các bạn có thêm cái nguồn dữ liệu để đánh giá thị trường cũng như là có những cái định hướng đầu tư trong thời gian sắp tới. Đừng quá e ngại về thị trường, đừng nghe những cái chim lợn với bìm bịp trên thị trường, tức là những cái tổ chức gọi là ném tin cho thị trường, chúng câu view, gọi là câu like để mà gây ra những cái bất ổn cũng như là làm anh chị và các bạn hoang mang trong câu chuyện đầu tư. Với những người mà làm ăn thực sự mà có nhu cầu thực trong cái vấn đề bất động sản, ví dụ mua nhà để ở, mua nhà để kinh doanh, thì chúng ta chỉ cần cân nhắc trong chính cái nội tại của chúng ta, tức là chúng ta cân nhắc về cái lượng tiền của chúng ta bỏ ra có bị ảnh hưởng cái câu chuyện gọi là phải vay nợ quá nhiều hay không, và cái tỷ lệ biên lợi nhuận của chúng ta tính trên cái phần mà gọi là cân đối giữa cái câu chuyện chúng ta đang phải thuê nhà để ở mà mua nhà thì nó có lợi ích hơn là chúng ta đi thuê hay không.
cộng với câu chuyện nếu chúng ta có làm ăn kinh doanh, tức là xây nhà xưởng hoặc là có thể làm một cái địa điểm cho thuê, thì chúng ta cân nhắc rằng là cái tỷ lệ mà dòng tiền thu về so với lại cái tổng giá trị tài sản chúng ta bỏ ra thì nó có phù hợp hay không. Nếu nằm ở cái mức từ 8 đến 10% thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc mua được, và hãy bỏ qua đi cái câu chuyện là sợ thị trường giảm sâu. Chỉ ngoại trừ một số trường hợp là đừng đâm thẳng cái tiền mua của chúng ta vào một số chỗ, vào một số nơi đã tăng quá nóng trước đó, ví dụ nó tăng 4-5 lần gì đó thì chúng ta nên tránh và né để có thể tham khảo và xem xét thị trường trong vòng 6 tháng tiếp theo. Chúng tôi có quan sát trên thị trường tài chính và một số thông tin liên quan đến chính sách thương mại thì đang có những cái dấu hiệu tích cực. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát, hy vọng sẽ đưa ra được một kết luận sớm cho quý anh chị và các bạn về thị trường tài chính toàn cầu nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng, để có cái góc nhìn theo cái phương châm tức là thị trường chứng khoán tạo đáy, 6 tháng sau thì bất động sản sẽ ổn định trở lại, để cung cấp cho anh chị và các bạn sớm. Hy vọng anh chị và các bạn luôn luôn đồng hành cùng với Thắng ơi. Đăng ký kênh, like video và chia sẻ, cũng như là đăng ký kênh sớm để có thể cập nhật những cái thông tin mới hữu ích trong thời gian sắp tới. Chúc anh chị và các bạn có một cái tháng 11 kinh doanh nhiều hiệu quả. Chúc anh chị và các bạn luôn thu thập được nhiều cái thông tin hữu ích từ những video của chúng tôi. Và hãy luôn ủng hộ Thắng ơi TV. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.